Con người mà chỉ có đẹp không chưa đủ, mà phải có sự thông minh, sự hiểu biết. Thì ở đây á, mình tu á, thường thường á, chữ trang nghiêm là gì? Trang nghiêm là làm đẹp. Đó, trang nghiêm là làm đẹp. Có nhiều người chữ trang là có thể là trang điểm, thời trang. Nhưng mà ở đây á, mình làm cho đẹp không phải bằng son, phấn, không phải bằng vàng, vòng, quần áo, mà mình làm đẹp con người mình bằng hai thứ: phước đức và trí tuệ. Nếu nói cho đủ là phước đức, trí tuệ, là đấng đầy đủ hai thứ phước đức trí tuệ. Cho nên Đức Phật á, là người lưỡng túc tôn, đấng có đầy đủ hai thứ phước đức trí tuệ. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào có thể trang nghiêm cho mình và người? Tức làm sao mình có thể làm đẹp cho mình và cho người? Thiện nam tử, đây là lời Phật nói: Bồ Tát có đủ hai pháp trang nghiêm cho mình và người: phước đức và trí huệ. Bây giờ hỏi nguyên nhân được phước và trí. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì được hai pháp trang nghiêm này? Bây giờ mình tu thì ai cũng muốn có phước, cũng có trí hết. Rồi bây giờ ông thiện sanh, ông đại diện cho mình, ông hỏi làm sao mình có thể có được, do nhân duyên gì mà có được cái này. Thiện nam tử, Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật, hai thứ trang nghiêm như vậy, bây giờ thế nào? Bố thí, trì giới, tinh tấn. Quý vị đừng có list nó theo cái thông thường mình hay list nha. Mình đừng có đọc theo cái thói quen mình là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ vậy đó. Chứ phải nghe Phật nói. Có hai thứ trang nghiêm là bố thí, trì giới. Thường thường là bố thí, trì giới thì nhẫn nhục phải không? Nhưng mà không. Bố thí, trì giới, tinh tấn. Ba cái này là phước trang nghiêm. Rồi bây giờ mới trí trang nghiêm nè. Nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ là trí trang nghiêm. Đó. Lục ba la mật, sáu ba la mật là gì? Ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, là đầy đủ. Tiếng Anh dịch là completely, perfectly. Thì người mà có đầy đủ sáu cái này, mà thông thường chúng ta nói theo thứ tự thói quen thọc thuộc lòng của mình là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà ở đây là bố thí, trì giới, tinh tấn thuộc về phước. Còn nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ là thuộc về tuệ. À, trí là trí tuệ đó. Cho nên con người mình tu đó có hai phần: tu phước và tu huệ. Quý vị nhớ ha. Thí dụ bây giờ mỗi tuần mình về chùa, mình nghe pháp là mình trao dồi gì? Trí. Còn đi chùa làm công quả, bố thí cúng dường là phước. Mà nếu như mà mình chỉ có tuệ mà không có phước là không được. Khô lắm. Người tu là phải có phước, mà thật sự ra phước quan trọng. Trí cũng quan trọng, nhưng mà mình có phước á, người có phước là gì? Là có đủ điều kiện. Bây giờ muốn tu huệ mà phước không có, nay đau mai bệnh, muốn nghe pháp cũng không được. Phước không có, sắp sửa đi cái người nhà có chuyện cản trở đi cũng được. Phước không có, người nhà không có chuyện gì hết, nhưng mà kiếm chuyện với mình đi chùa. Cho nên á, có phước là gì? Tức là những điều kiện. Phước là những điều kiện thuận lợi trong cuộc sống của mình. Ví dụ bây giờ mình muốn đi chùa nghe pháp học tu, nhưng mà gia đình túng thiếu quá, không đi làm không đủ ăn, cuối tuần phải đi làm kiếm tiền thêm rồi. Chứ phải có phước á, mình có phước á, thì cái đường tu huệ mình nó cũng dễ hơn. Mặc dù trên đường tu á, huệ á, quan trọng, phước không bằng. Chứ mà nếu mà tính cho ngồi mà ngẫm thì phải có phước mới được. Muốn làm việc gì mà thiếu phước khó làm lắm. Đó. Cho nên người ta phước á, Đức Phật là phước toàn vẹn. Còn mình bây giờ thôi ráng mót phước, mà phước từng phần. Thôi có phần nào hưởng phần đó. À, nhưng mà hưởng á, bây giờ mình muốn có phần đó phải bố thí phần đó. Ví dụ bây giờ mình muốn có tiền của thì phải bố thí, dù có tiền của đừng có giữ hết, một mình ăn nó hết, cho bớt thì mai mốt á,
tự nhiên ở đâu nó xui khiến mình có nữa. Không có thiếu, phải tin như vậy, không bao giờ thiếu. Cho nên á, bố thí, trì giới, tinh tấn là phước trang nghiêm, còn nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ là trí trang nghiêm. Có nhiều người ta nói tu phước tu huệ đó. Có nhiều người thì chỉ tu huệ thôi, không có tu phước. Có nhiều người tu phước không, không lo tu huệ. Bởi vì nếu mà không có tu huệ thì không có biết được lúc nào mình nên làm phước, lúc nào mình làm, nhưng mà làm cỡ nào, làm như thế nào, cứ cái gì cũng được thì không được. Cho nên làm phước cũng phải có huệ, phải có trí tuệ để làm phước. Còn nếu không thì người ta lợi dụng mình, hoặc là mình đưa và đưa trật chỗ sai người, không được. Cho nên muốn làm phước cũng phải có huệ. Hai cái này nó quan trọng lắm. Cho nên quý vị thấy không, ở Việt Nam á, chùa nào cũng có cái cổng tam quan. Bên này á, để là cửa phước, bên này là cửa tuệ. Rồi ở giữa ta để gì? Phước huệ song tu. Cái cổng tam quan của nhà chùa hay để vậy đó. Ở giữa ta để chữ phước huệ song tu. Ở bên này là cửa phước, cửa tuệ. Có chỗ thì ta để là phúc tuệ hai chữ thôi. Rồi ở giữa ta mới dung nạp. Rồi có khi á, cái cửa tam quan là tượng trưng cho cái gì? Ba cánh cửa giải thoát, đó là tam pháp ấn: vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà thường thường là ba cái cửa đó ta muốn nói lên. Ở bên Trung Quốc có cái thành phố tên là Vô Tích, thành phố Vô Tích. Thì ở đó người ta làm một cái công trình rất là lớn, gọi là Linh Sơn Đại Phật, lớn lắm. Tượng Phật Di Đà cao 108 mét. Mà muốn lên ở trong lòng tượng Phật là cả một cái chùa, từng tầng vậy đó. Muốn lên được cái chân của Phật là đi thang máy, mà muốn tới được cái cầu thang mà tới đi lên chỗ Phật đi bộ khoảng 30 phút. Mà tới đó rồi phải qua 6 lớp cửa tượng trưng cho 6 ba la mật. Ở bên Đài Loan là Hòa Thượng Tinh Vân làm cả một công trình gọi là kỷ niệm Phật Đà. Muốn đi đến cái chỗ tượng Phật Thích Ca ngồi phải đi qua một con đường rất là dài. Mà đi qua con đường đó là ta có 8 cái tháp, mỗi bên 4 cái, tượng trưng cho bát chánh đạo. Rồi 4 góc của tượng là tứ đại Bồ Tát. Một công trình lớn vô cùng. Rồi tất cả những vị mà học giả, những vị mà dịch giả mà nổi tiếng của Trung Quốc đều có mặt ở tại công trình hết. Tức là ngài làm tượng, tượng của ngài Cát Tạng nè, tượng của ngài Kumala Thập nè, tượng của ngài Huyền Trang nè, nguyên có một cái công trình. Rồi bây giờ làm xong công trình rồi, ta làm một cái cuốn sách để mà ghi chú những cái công trình đó. Mình đi đến công trình đó là mình sẽ thấy được cái gì và ý nghĩa gì cho mỗi công trình đó. Ví dụ có một cái tháp, thay vì bây giờ quý Phật tử xin vô chùa làm lễ đám cưới đó thì vô chánh điện làm. Bây giờ có trong đó có một cái tháp là ngài làm nguyên một cái chánh điện dành riêng cho đám cưới, set up sẵn hết. Đám cưới nào cứ vô đó làm là không cần phải lo gì hết. Ghế nè, những cái đường dăng đi cho cô dâu chú rể, rồi bàn Phật đàng hoàng hết. Một cái lễ cưới theo Phật giáo trang nghiêm. Rồi qua cái tháp bên này là giới thiệu về cuộc đời của Đức Phật, 15 phút thôi. Bất cứ du khách nào đến đó phải đi vào chỗ đó coi về cuộc đời Đức Phật, chỉ 15 phút mà coi bằng phim 3D. Tới đó là đeo mắt kiếng vô, tắt đèn là coi cả cuộc đời Đức Phật bằng 3D trong vòng 15 phút do các thầy, các sư cô phụ trách. Thật đó, ví dụ mình thấy trời công trình mình vĩ đại không? Vĩ là cái đuôi thì có, chứ còn đại thì chưa. So với những công trình lớn là mình chưa gì hết đó. Và những người người ta phát tâm tu phước, thay vì tiền của người ta có, người ta đánh bài, người ta rượu chè cờ bạc cũng vậy thôi, người ta cúng dường vào đó để các ngài làm việc lớn, làm những công trình mà để đời, làm những công trình để đời chứ không phải là bình thường.
Có dịp nào quý vị đi Đài Loan ghé Phật Quang Sơn. Cái công trình Phật Quang Sơn của Ngài là từ năm 1960 mấy là tới bây giờ là đành rồi. Rồi bây giờ cả một công trình phía sau, cả một ngọn núi. Nội mà bước vô cái cổng thôi là hai con, một con sư tử, một con voi đứng hai bên, tượng trưng cho hai con thú mà mạnh mẽ của Phật, của theo tinh thần Đại Thừa. Tức là hai con thú có khả năng lướt những cái sông pha, những cái gian khổ, tượng trưng cho tinh thần Đại Thừa, con voi và con sư tử. Rồi dọc hai bên đường, trước khi mà vô tới cái chỗ chùa, dọc hai bên đường quán chay, quán trà, quán bánh. Người ta vô đó người ta ăn chay, người ta đi mua sắm những cái Phật cụ có giá trị. Nói chung là người ta làm những cái công trình mà vĩ đại lắm. Nếu Hòa Thượng không có phước sao Hòa Thượng làm? Người có phước mới làm được việc lớn. Còn mình thiếu phước muốn làm việc nhỏ cũng không rồi nữa. Người mà thiếu phước thiếu đức cỡ này mà muốn làm việc lớn làm có được? Kiếm người nấu ăn thôi còn không ra mà ở đó làm gì lớn nữa. Mình nhìn những bậc lớn mình mới thấy cái phước của các ngài lớn lắm. Cái phước của các ngài lớn lắm. Và như là Hòa Thượng Tuyên Hóa, mỗi lần ai đem lên cúng, cúng xong rồi cảm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng nói quý vị đừng biểu tôi cảm ơn quý vị nghe, quý vị phải cảm ơn tôi. Tại vì tôi không làm việc lớn sao quý vị có chỗ quý vị cúng. Ở đây mình muốn nói cái vấn đề phước. Có nhiều vị nói đâu có cần, không phải đâu. Cuộc sống này người không có phước là khó, mình sống cực nhọc lắm. Bây giờ mình thiếu cái phước về cái mặt con cái thôi. Nuôi con, sanh con, nuôi con, đã đời lớn nó chẳng ngó mình. Đó, mình thiếu cái mặt đó. Rồi mình thiếu mặt tiền của, cho nên phước bây giờ mình ai cũng sẽ có phước nhưng mà phần nào, chứ không có ai có toàn vẹn cái phước. Bây giờ mình biết mình thiếu phần nào, thấy người ta có đừng ganh, thấy người ta làm được tùy hỷ. Mình làm không được, mình thấy người ta có mình tùy hỷ đi. Rồi mình thấy người ta hạnh phúc mình đừng ganh tị, thì nhờ như vậy đó mình mới giải được cái nghiệp đó. Còn không là đã thiếu cái đó rồi mà còn khởi tâm ganh tị ấy nữa là mình mất luôn cả chì lẫn chài. Còn có mấy giọt rồi cũng bị mình làm luôn cho nó sạch, từ khởi cái tâm của mình. Cho nên thưa đại chúng là mình nhìn các vị lớn người ta làm không phải là bình thường đâu. Cái phước đó, cái phước bây giờ người tu không có đi làm, ở đâu mà người ta tin tưởng, người ta giao tiền cho mình để mình làm những công trình như vậy? Có phải là rõ ràng có phước không? Mình có phước người ta mới tin tưởng mình, người ta mới đem hết cái niềm tin người ta đưa vào mình để mà mình làm những công việc lớn. Trong khi đó những người người ta đầu tư mà ta thất bại lên thất bại xuống, người ta tính toán đủ thứ hết. Cho nên từ cái đó mình mới thấy. Nhưng mà các vị đó đó, các vị đó từ đâu mà làm? Nhờ cái trí biết suy nghĩ làm việc gì, dụng tiền của bá tánh như cách nào để cho công trình nó tốt. Cho nên quý ngài là những người vận dụng trí và phước một cách song song. Cho nên công trình nào làm xong là cả thấy một đầu tư tư tưởng của các ngài trong đó. Hay lắm. Đi qua bên cái chỗ của ni sư Chứng Nghiêm ở Đài Loan, ở Hoa Liên làm việc. Ni sư là nổi tiếng làm từ thiện mà. Nổi tiếng làm từ thiện. Đi vào các hội trường mà để hội họp để mà xem những công những cái buổi diễn nhạc Phật giáo hay là những cái buổi trình diễn vậy đó. Nội cái chỗ ngồi thôi là mình thấy cả một sự thông minh. Cái ghế ngồi dở lên là nguyên một cái học tủ để áo lạnh, để giỏ của mình để vô đó. Rồi ghế lại, thấy không? Đâu có mất chỗ đâu, không có cần để chỗ mang áo, không có cần phải để lung thượng. Tới đó rồi anh có bóp cao lạnh gì, dỡ cái ghế ra để xuống hết. Rồi đẩy cái nó lại là anh ngồi. Xong rồi cái tay cầm nè, cái tay cầm trước phải không, dỡ lên bật ra cái bàn ngồi viết. Giống như trong sân bay, trên máy bay mà những cái ghế đầu tiên vậy đó. Rồi ở phía trước mình á, ở phía trước mình á, cái ghế phía trước á, bật ra một cái là cái đồ để mình quỳ.
để khi mà làm lễ lớn không có làm trong chánh điện mà vào trong cái hội trường đó bày bằng Phật ở trên rồi là tất cả chỉ cần quỳ xuống một cái là có chỗ quỳ liền. Hay vô cùng. Thành thử mình đi như vậy đó, mình có cái cơ hội mình đi như vậy, mình mới thấy cái tuệ giác của các vị, cái trí của các vị, và các vị dụng bất cứ một cái gì cũng đều rất là hay. Người có phước mới làm được, người có trí mới được. Cho nên bây giờ Phật mới nói làm sao có phước có trí. Nếu muốn có phước thì phải bố thí, phải trì giới, phải tinh tấn. Thí dụ như giờ cái người đó họ giàu là do đâu? Họ siêng. Cho nên đó, người xưa có câu á, đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Giàu lớn á, là họ tin rằng giống như là được cái lộc của trời cho. Nhưng mà cái người mà tiểu phú á, tức là giàu chút chút, giàu nhỏ nhỏ, tiểu gia hay trung gia là gì? Siêng năng, cần mẫn, tích lũy. Cái người đại phú là do thiên mà tiểu phú là do cần. Cho nên người có phước là tại vì có tinh tấn, siêng năng làm phước. Thứ hai là gì? Trì giới. Tại sao trì giới mà lại có phước? Tại ví dụ bây giờ mình nói không sát sanh đi, mình bảo hộ mạng sống của người khác là mình có phước. Mình không ăn cắp của người khác là mình có phước. Đó. Mình không lường gạt người khác là mình có phước. Mình không làm hại gia đình người khác là mình có phước. Rồi bản thân mình nè, không có dụng tiền phung phí, không có lấy tiền để uống rượu nhậu nhẹt say sưa là tiếc phước của cái thân. Rồi tiền bạc không xài phí là có phước. Cho nên ba cái này, bố thí là chắc biết rồi, bố thí là do cho người. Nhưng mà tại sao trì giới mà có phước? Là quý vị thấy trì giới là do mình không giết người hại vật, không sát sinh hại mạng, không trộm cắp vân vân. Rồi thí dụ giờ mình tu Bát Quan Trai nè, có phước không? Cũng có phước. Tại vì một ngày hôm nay về chùa kèm chân mình lại trong vòng 24 tiếng. Chứ bình thường là mùa này lạnh quá, không có chỗ để đi, cái rủ đi vô mò điên vòng, cái thấy gì xeo xeo cái mình sắm. Còn giờ bữa nay mình đi tu rồi, lấy 8 cái giới này đóng 6 cái cửa lại cho gọi là Bát Quan. Quan là cái cửa. Lấy 8 kính cửa, lấy 8 cái trai giới để mà đóng 6 cái cửa mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình lại. 6 cửa thôi mà phải lấy 8 giới để đóng. Cho nên gọi là Bát Quan Trai. Trai là trai giới, lấy 8 cái điều trai giới này để ngăn ngừa cái 6 căn của mình. Cho nên bố thí, trì giới, tinh tấn là phước trang nghiêm. Còn nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ là tuệ trí trang nghiêm. Sao mà nhẫn nhục mà trí? À, mình biết rồi. Nhẫn nhất thời, phong bình, lãng tịnh, thoái nhất bộ, hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Đó. Lái xe dừng lại một chút, chậm lại một chút cho người ta đi. Muốn lấn lướt làm chi, để rồi thắng không kịp, đường nó trơn, làm cái rầm, xe mình hư, chưa nói là gãy xương, gãy cổ, đau lưng, đau bệnh. Chút xíu nhẫn thôi mà làm không được là hư chuyện lớn. Cho nên từng rồi Pháp Hòa giảng bên Cali, Pháp Hòa giảng cái bài Phật có trong xe không. Ai cũng mua xe, mua Phật về treo đầy xe hết. Giờ một đề tài, một công án cho mình, Phật có trong xe không? Nếu có sao vẫn đụng xe? Như vậy treo làm sao cho đúng? Nếu mà treo Phật mà dựng Phật xây ra ngoài, Phật ngó ngoài, không Phật không ngó tôi. Mà nếu xây Phật lại, Phật ngó tôi, Phật không thấy đường. Rồi bây giờ mà nếu mà không gắn ở trên cái đầu xe mà treo ông Phật lửng 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 về mà cứ quay, ông thấy ông chống mặt, ông độ cho ai được? Phật có trong xe không? Cho nên mình mà nhường người ta một chút thôi, ngay cả trong cuộc sống của mình, có nhiều khi á, mình chịu lép một chút mà người ta không ghét mình, người ta không chọt, người ta không ganh tị với mình, người ta không phá hoại mình. Thật đó, chỉ cần nhẫn nhục là người có trí. Quý vị thấy ông Gia Cát Lượng không? Thắng bao nhiêu trận
đâu phải ổng có binh chốt gì trong đầu đâu, trong tay đâu, dũng trí, sự điềm tĩnh của ông. Trong ảo phía sau ông còn có 10 lính à, trước này cả ngàn lính á, mà nó đi tới cửa thành rồi mà thấy ông sao ngồi đánh đàn. Cái ông này mà ngồi thông dong đánh đàn là chắc chắn phía sau lính dữ lắm nè. Thôi lui hết đi bay ơi. Cái ông chỉ có cái người mà người ta đầy đủ lính tráng người ta mới thông dong, chứ nãy giờ người ta quýnh quán lên rồi. Chính cái bình tĩnh của Khổng Minh làm cho lính tráng lui hết. Mà thật sự bên trong ông không có bao nhiêu lính hết. Những người ta đánh bài á, bài đen thui à, nhưng mà bình tĩnh lắm. Chính cái bình tĩnh vậy làm cho cái ông kia ông tưởng nó là bài của mình ngon. Nó tuyên bố nó thua, tới hồi dở bài bài mình thua hẳn họ. Nhưng mà chính cái sự dụng trí, cái sự bình tĩnh. Cái người làm việc gì mà có mình có dụng cái trí á, đỡ cực lắm. Còn mà không có dùng cái trí, mình làm xong lát nó thè lè ra rồi mất công thời giờ sửa nữa. Cho làm việc gì mình phải có cái suy nghĩ thì nó đỡ lắm. Cho thưa đại chúng, Pháp Hòa tập vậy nè. Sáng ra đó, trước khi đi đâu là mình phải tính trước. Thí dụ hôm nay mình đi công việc là đi bưu điện nè, đi trả bill nè, đi gì đi đi. Mình nên có một cái sắp xếp rồi mình sẽ biết cái tuyến đường nó đi như thế nào. Hãy bước ra xe mà đi rồi là phải đi một vòng trở về là xong việc. Còn người mà không tính ra, đi trả tiền bill, chạy đó đã xong cái, ô chết mồ tôi quên đi chợ. Đi tới, đi lui, đi xuôi ngược, sao nguyên một ngày, tưởng sao đi được có hai chuyện à. Biết không có tính, không có tính cái tuyến đường mình đi như thế nào. Và cái nào trước cái nào sau, rốt cuộc nó trễ. Thì mình thật sự mình không có phải là người giỏi, thì mình phải tự mình tập những cái nhỏ nhỏ đó. Ngay cả tụng một thời kinh, tụng một thời kinh không phải mình tụng tràng giang đại hải thì gọi là tụng đúng, mà biết sắp xếp giờ giấc như thế nào, linh động, và tụng như thế nào mà nó ăn khớp với nhau. Thật sự ra mình có tụng dư cũng chẳng gì gọi là dư. Phật cũng chẳng nói tụng này hoài mất thời giờ quá. Có nhiều người không biết tụng, ví dụ lên tụng thời công phu sáng đi, tụng xong cái tụng Bát Nhã rồi hồi hướng, tới sắp sửa quy y cái trở lại tụng Phẩm Phổ Môn rồi xong Phổ Môn cái Bát Nhã hồi hướng tiếp cái nhớ trực lại cái tụng thêm thời gì đó. Mà cứ buổi sáng đó thôi Bát Nhã Tâm Kinh tụng 3 lần bởi vì cứ đáo đi đáo lại, không có biết sắp xếp. Thật ra đó thì mình có tụng như vậy, thật xưa đại chúng là tụng kinh là không hề có, không hề là cái gì đúng cái gì sai, nhưng mà mình phí cái thời gian của mình. Cái quan trọng là mình tụng như thế nào một thời kinh linh động và mình hấp thụ được. Bây giờ nhẫn nhục thiền định, thiền định là có trí tuệ. Đúng như vậy, tại vì cái người có thiền định là gì? Có tĩnh lặng. Mà có tĩnh lặng là trí họ sáng biết, là họ lặng lẽ và họ nhìn cái gì nó cũng thông suốt. Cái người mà có thiền định, có sự vắng lặng, không có vội vã hấp tấp. Nói cái gì ra, người ta nói khoan để nghe người ta nói hết, chưa gì hết cái được mà cuối cùng ra không được gì hết. Mà thường là những người bị hớ dữ lắm. Nhất là chuyện của người khác, ta đang nói mình đâu biết xem sao cái ta mới nói không gì. Ô tôi biết mà, nói một hồi vậy ha, thôi xin lỗi nha, tôi không biết chuyện này. Mình thấy bị như vậy. Mà bao nhiêu lần mà mình vẫn không rút kinh nghiệm là tự đó mình biết là mình thiếu thiền định đó. Có ngày mang họa. Cho nên bây giờ thỉnh thoảng những cái cú điện thoại xa ta gọi vô đó, mà nói tiếng Mỹ, tiếng U, tiếng Anh vậy, quý vị không biết là đừng có trả lời gì hết. Một là cái gì cũng no hết đi nha, cứ gì cũng yes là mệt lắm đó. Tại vì có nhiều lúc là người ta sắp xếp cái gì. Bây giờ có bị những cái cú phone như vậy đó. Bây giờ thỉnh thoảng họ gửi tới, Mr. Pháp Hòa, you có một bà già
đã để lại cho Du một cái di chúc. Vì thấy Du làm việc từ thiện rất là nhiều, Du có 1 triệu đồng của bà già này. Bây giờ tôi là luật sư gì đại diện cho bà này nè, Du có tài khoản, Du có information của Du, Du gửi cho tôi sẽ chuyển 1 triệu này vô cho account của Du để làm từ thiện. Trời ơi, thiệt, bởi vậy mình tu có phước ghê vậy đó. Tiền ở đâu mà cứ tới cả triệu vậy. Ô chà, nghe xong gửi cái information đó lên là chết rồi. Thấy những cái email như vậy đó, khỏi quan tâm gì hết, cứ việc xóa cái một. Rồi lâu lâu cái người ta vô mail của bạn mình đó, hacker đó, nó gửi tới, nó nói tôi đang đi qua Phi, qua Úc gì đó, rồi bị người ta ăn cắp hết tiền. Bây giờ tôi không có tiền trở về nước, bạn có thể gửi cho tôi 1.000 hay 500 gì đó được không? Trời ơi, rõ ràng là mail của bạn mình mà. Rồi đi chơi ở đâu mà bị người ta lấy tiền mà mình không có điều tra gì hết, mà cứ lấy cái account đó mà gửi là tiêu. Bây giờ nhiều lắm. Ở mấy cái shopping mall nè, nó cầm một cái nấm vàng giả vậy nè, nó túng tiền rồi nó bán cho mình rẻ, mình mua không? Thiệt sự trong bụng là chắc chắn là không mua, nhưng mà cái tật ai đưa cái gì cũng phải hốt. Nhìn cái đá mà chính nhìn như vậy là chết. Và bốc cái vàng nó lên là dính rồi. Nó tẩm những cái thuốc hay là những cái gì lên trên đó. Có ở đây có 2 người rồi, bốc lên xong rồi đi vô nhà băng rút hết tiền đưa cho nó. Và 2 người không bà biết. Biết chắc trong bụng là không mua, nhưng mà cái tật tham, phải thấy vàng là phải lượm. Bốc lên coi cái này thiệt, cái này giả, rồi mới trả giá, rồi mới định quyết định, đúng không? Nhưng mà chính cái đó là cái mình tiêu. Hoặc có 6 pháp, và bây giờ nói rồi ha, là hoặc có 6 pháp làm nhân cho 2 thứ trang nghiêm, tức là lục niệm. Hồi nãy nói lục độ rồi, bây giờ tới nói tới lục niệm. Lục niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 3 cái niệm đó đó là trang nghiêm cho trí, trí trang nghiêm. Quý vị nhớ lục niệm nè: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. 6 niệm. Thì bây giờ 6 niệm này nó mới chia ra: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là trí trang nghiêm. Ghi nhớ, trì giới, bố thí là phước trang nghiêm. Tức là niệm Thiên đó, niệm Thiên, niệm Giới và niệm bố thí. Ở trong cái tiếng gọn là niệm Thiên, niệm Giới và niệm Thí. 6 niệm. Có nhiều người hiểu lục niệm là Nam Mô Di Đà Phật á. Cái đó không phải cái lục niệm, cái đó gọi là lục tự. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật gọi là lục tự chứ không phải lục niệm. Thường thường ta nói lục tự Di Đà đó. Lục tự Di Đà là 6 chữ A Di Đà, chứ không phải là lục niệm. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Bây giờ 3 niệm trước là trí và 3 niệm sau là tuệ. Ta là phước. Rồi bây giờ xét kết quả để biện. Thiện nam tử Bồ Tát có 2 thứ trang nghiêm ấy lợi ích cho mình và người. Vì chúng sanh thọ khổ trong 3 đường dữ mà trong tâm Bồ Tát không lo buồn hay hối hận. Các vị làm việc lớn như ngài Địa Tạng ở địa ngục mà các ngài không có hối hận, tại vì đó là cái nguyện của mình. Thấy không quý vị? Lợi ích cho mình và người. Vì chúng sanh thọ khổ trong 3 đường dữ. 3 đường dữ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà tâm Bồ Tát không lo buồn hối hận. Thường thường mình học kinh Nguyên Thủy thì mình thấy ngài Đề Bà Đạt Đa đó là người mà luôn luôn kết hợp với vua A Xà Thế để hại Phật. Nhưng mà với cái tinh thần Đại Thừa đó thì Đề Bà Đạt Đa đó là thành tựu được việc lớn.
Tại vì sao? Tại vì lúc trong Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục, hỏi có hối hận không? Không, không có hối hận. Hỏi tại sao không hối hận? Vì tôi đã tác thành cho Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thành tựu được đạo nghiệp của Ngài. Nếu tôi không hại Ngài, làm sao Ngài đạt được nhẫn nhục Ba La Mật? Cho nên đối với Ngài Đề Bà Đạt Đa, khổ, thọ khổ mà không khổ, bởi vì Ngài nghĩ rằng đó là cái việc làm mà Ngài muốn thành tựu cho người khác. Giống như Lưu Bình Dương Lễ vậy đó. Hy sinh vợ của mình để mà nuôi người bạn thân mình ăn học. Đến khi nào mà người bạn đó mà thành tài rồi thì mình biến mất. Trong những ngày tháng đó mình khổ vô cùng, thậm chí cắt tóc bán đi, nhưng mà không có khổ. Chứ vì người khác mà mình khổ, không có hối hận. Tại vì cái điều đó mình muốn. Thường thường người nào mà người mà hy sinh cho người thương của mình, con mình, vợ mình, chồng mình, không có khổ đâu. Nếu đủ hai thứ trang nghiêm thì được phương tiện thiện xảo vi diệu, biết rõ pháp thế gian và xuất thế gian. Thế nào gọi là phương tiện thiện xảo? Phương tiện là gì? Là những cái phương pháp mà nó tiện dụng để độ người. Nhưng mà phải nhớ hai chữ thiện xảo. Thiện là thiện xảo, tức là rất là khéo léo. Thí dụ như mình nhìn người ta điêu khắc một cái tượng, nó nói chui cha, cái tượng này làm thiệt là thiện xảo, khéo quá chừng luôn, tinh vi quá. Cho nên thường thường á, phương tiện thì phải thiện xảo nha, chứ không thể nói hai chữ phương tiện không. Phương tiện là mình mượn cái hình thức, nhưng mà phải khéo léo. Nếu không á, là mình làm hồi là người ta mê tín. Ví dụ đây là chùa tổ chức cúng sao, tại sao cúng nó? Ô, phương tiện mà. Nhưng mà nếu phương tiện mà mình không có rõ ràng, không có cái tuệ giác để giúp cho cái người Phật tử người ta hiểu đó, thì mình sẽ dẫn họ càng đi sâu hơn vấn đề mê tín. Mà mình thì bị hai chữ phương tiện nó làm mình mất đi cái gốc. Thí dụ như tượng Phật Ngọc là một phương tiện để đưa cho mọi người trở về với Phật Pháp. Nhưng mà mình làm cái tượng, mình làm một cái công trình đó, mình biết đây chỉ là phương tiện. Chứ cái người mà thực hiện chương trình phải biết rằng Phật không có nằm ở trong cái tượng đó. Phật không có trong Phật Ngọc. Không lẽ Phật Ngọc mới linh, rồi Phật xi măng, Phật đất, Phật giấy không linh sao? Mình tự phải hiểu đó là một phương tiện. Và nếu không có cái đó, người ta, con người nó có những cái hiếu kỳ, người ta nghĩ vậy cái ta phát tâm. Và nhờ như vậy cho nên mình phải thiện xảo đem Phật Ngọc về, và dứt khoát không có được phô trương mạng Đà La, rồi Phật Linh, rồi Phật này Phật kia. Tức là mình phương tiện xong rồi không thiện xảo. Mình phương tiện nhưng mà đưa con người tới cái chỗ mê tín vô cùng. Cho mình phải tự hiểu là như vậy. Nếu đủ hai thứ trang nghiêm thì được phương tiện thiện xảo vi diệu, biết rõ pháp thế gian và xuất thế gian. Thế gian tức là những cái phương tiện trong cuộc sống, là xuất thế gian tức là những cái gì mà nó vượt ngoài những cái phương tiện đó. Thiện nam tử phước đức trang nghiêm tức là trí trang nghiêm. Trí tuệ trang nghiêm tức là phước trang nghiêm. Ở đây bây giờ nói tới cái giáo lý tương tức. Hồi nãy là nói rõ ràng cái gì là phước, cái gì là trí. Nhưng nếu cái nhìn sâu sắc thì chúng ta thấy rằng trong trí có phước, trong phước có trí. Bây giờ phải vào ví dụ ha. Ví dụ có nhiều người ta nói, ôi tụng kinh mà không hiểu tụng chi. Nếu như mình không hiểu nhưng mình vẫn ngồi tụng kinh thì mình có gì? Có phước. Mình thanh tịnh ba nghiệp thân miệng ý,
không nói bậy, không nghĩ bậy, không làm bậy, ngồi tụng kinh mặc dù không hiểu, nhưng mà ngồi đó thanh tịnh thân tâm, có phước. Rồi cái người mà nếu cái người mà họ không có trí thì làm sao họ biết tụng kinh là tốt để họ làm? Bố thí, người không có trí thì làm sao biết làm phước là tốt mà làm? Cho nên người làm phước cũng phải có trí, bởi vì có trí nhận định đây là việc làm tốt, chứ đâu phải bình thường. Cho nên ở cái mặt phân tích thì chúng ta thấy cái gì à, phước là cho. Nhưng mà trong khi mà cho là người có, đã có trí rồi, có trí mới nhận biết rằng việc này nên giúp. Có trí mới thấy rằng người ta khổ. Có trí mới thấy rằng việc đó nên làm. Cho nên ngay cái làm phước là có trí. Cho nên trong ngày Đức Phật mới nói: thiện nam tử phước đức trang nghiêm, tức là trí tuệ trang nghiêm. Trí tuệ trang nghiêm tức là phước đức trang nghiêm. Bây giờ ngày mới giải thích tại sao người trí tuệ có thể tu pháp lành, đủ cả 10 điều lành, được của cải giàu sang và rất tự tại. Đó, người có trí là biết trì giới là tốt, cho nên giữ giới, làm điều lành. Người có trí học pháp thế gian, đối với các bậc học giả, đối với các bậc học giả là cao hơn. Thấy chưa? Ngày hôm qua có một chị Phật tử hỏi chứ thầy, mấy thầy tu thí dụ như là đi học làm thầy giáo, làm social worker, làm tâm lý học đồ, rồi làm gì? Pháp Hòa nói đừng có lo, mấy cái đó là pháp học của thế gian. Nhưng mà cái người đó đó, cái người thầy đó học cái gì học không biết, nhưng mà chỉ cần họ có cái Phật học thì họ sẽ đem Phật học họ rọi vào những cái đó hết. Pháp Hòa ví dụ giờ mình làm thầy giáo dạy lớp, mình dạy đạo đức được không? Được chứ. Tại vì mình đi vô trong lớp á, mình đứng lên bảng mình dạy nó hiểu biết đó, đó là giáo dục. Giáo dục tức là dạy nó giáo dục phải không? Rồi bây giờ mình dạy nó cái đẹp là mỹ dục. Mình dạy nó sự thông minh là trí dục. Quý vị nhớ là ngày xưa Việt Nam là học có 5 cách nha. Dạy cho có sức khỏe là thể dục. Dạy kỹ thuật, nghệ thuật, mỹ thuật đẹp gọi là mỹ dục. Dạy nó biết lễ độ là đức dục. Dạy nó hiểu biết là trí dục. Dạy nó biết chữ làm toán là giáo dục. Cái đó cũng là ngũ dục. Nhưng mà không phải ngũ dục của Phật giáo là tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ, mà năm cái dục. Dục nên là trường hợp này là dạy bảo, chứ không phải là ham muốn. Cho nên mới nói đó, người mà trí học pháp thế gian á, đối với các học giả cao, là tại sao cái người học giả thế gian ta học là học vậy thôi, còn cái người mà có tu rồi học cái pháp thế gian, nhưng mà họ có thêm cái xuất thế gian hội nhập vào trong đó, cho nên làm cái việc học của họ nó vượt hơn. Ở bên Canada mình đó, có những Phật tử người ta làm cô thầy giáo dạy toán. Và quý vị biết không, ông dạy các cái em học sinh của ông á, khi nào mà trong lớp ồn quá đó, ông chỉ cần lấy cái cây thước á, ông nhịp lên cái bảng một cái bóp, cả lớp giữ im lặng thở ba hơi. Thay vì đem cái chuông vô trường thỉnh, bây giờ không có thỉnh chuông, thỉnh cây thước bảng. Bây giờ ở bên Anh á, có những lớp học á, là dạy thiền. Trước khi học là phải ngồi thiền 10 phút, 15 phút. Người ta ứng dụng. Rồi thầy Đức Tạng á, đi làm chaplain là gì, tiếng Việt là gì? Tuyên quý hả? Chaplain ở trong trường á, giống như một hình thức tuyên quý vậy đó. Vô trong trường nét á, volunteer ở trong. Làm cái gì? Mở lớp dạy thiền. Giáo viên, nhân viên làm trong đó, ngồi thiền xong thích quá, sắm mỗi người cái bộ đoàn tòa cụ. Vừa rồi thầy phải nhờ Pháp Hòa order đem vô trong trường mấy vị đó, đặt thỉnh đó, mỗi người một set. Thầy nói cái đó là cái gì? Cái đó là
ở trong trường đó là thế gian học. Mình có cái xuất thế gian, mình hội nhập được. Họ chưa biết gì, họ không đến với mình được, nhưng mình có thể ôm ấp cái đó được. Cho nên á, cái người mà hiểu, người ta sẽ lấy đạo á, người ta chan hòa trong đời, chứ không phải lấy đạo tạo đời nha. Lấy cái đạo mình giúp đỡ cho đời. Bởi vì đời là cái mê, đạo là cái tỉnh. Mà cái người mê thì nó đâu thấy đường đi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một cái người đau chân hoặc người yếu mắt, mình chân khỏe và sáng thì mình phải đi tới người đó, chứ mình không thể bắt người đó đi tới mình được. Và với cái lòng từ bi mình có thể làm được. Cái người mà họ biết tu, họ lên xe bus, họ ngồi thiền cũng vẫn được. Tại vì cứ cái người mà đi sắp sửa xuống cái giật cái chuông, bon, cái ngồi nó thở. Thành ra cái chuông ở trên xe bus vẫn là cái tiếng chuông để mình ngồi mình niệm Phật được. Thành ra làm gì mình cũng tu được hết. Rồi thí dụ bây giờ cái đứa, một cái em nhỏ nó lên nó bất chấp, có ghế là nó ngồi, một bà già bước lên nó cũng chẳng có khe. Nhưng mà cái em mà nó có tuệ giác, nó nhìn, ô bà cụ này cần chỗ ngồi, thì nó nhường. Thậm chí không cần phải để bảng để gì hết. Bên Hàn Quốc, bên Nhật Bản á, người ta để cái ghế ngồi nè, ta để hết á. Mình nên nhường cho bà bầu, người già, người bệnh. Tại vì có nhiều người ta không biết nhường, cho nên để luôn mấy cái size đó. Hãy thấy một bà bầu bước lên là tự động đứng dậy chia tòa. Chơi cái trong này, người có trí học pháp thế gian, có trí mà học pháp thế gian thì đối với các bậc học giả còn cao hơn. Bất quá những người đó là học giả thôi, họ thiếu cái phần trí tuệ Phật pháp. Do nhân duyên ấy nên giàu sang và rất tự tại. Bồ Tát có đủ hai pháp như vậy thì có thể trong hai đời mình và người đều lợi ích. Đời mình và đời người, tức là hai cuộc sống, cuộc sống của mình và cuộc sống của người đều có lợi. Người trí biết biện biệt được pháp thế gian và xuất thế gian. Chơ Phật tử, thí dụ bây giờ quý vị chịu khó học Phật rồi phải ghi nhớ những cái điều đó. Lỡ mà ai người ta hỏi, mình biết đường mình trả lời. Ví dụ như người ta nói, nội một cái chuyện người ta bác mình thôi. Người ta nói là tại sao phải treo hình Phật, tượng Phật làm chi? Ma quỷ nó dựa vô đó, nín thinh, không biết. Rồi nói, ủa, vậy sao anh đi chụp hình đó, anh chụp hình với vợ con anh, rồi anh cũng rửa bự bự, anh treo đầy nhà, sao anh không sợ quỷ ma nó dựa? Mà tôi treo cái hình Phật ở nhà tôi mà tôi nói quỷ ma nó dựa là sao? Mà hơn nữa tụi tôi đâu có, tụi tôi dư biết mà. Treo cái hình Phật, tôi dư biết ông Phật không có trong cái hình đó. Nhưng mà Đức Phật có một cái hạnh, tôi nhìn hình Phật để tôi học cái hạnh. Cũng giống như anh nhớ má anh, cái anh treo cái hình để mỗi lần anh nhớ má anh nhìn. Ngoài cha mẹ tôi cũng có một Đức Phật. Mà Đức Phật này tôi biết đây chỉ là hình vẽ thôi. Anh nói tôi đem tượng về vì ma quỷ nó dựa, rồi anh đi ra mấy cái shopping home sense á, anh mua mấy cái tượng này tượng kia, anh về anh để đầy nhà, từ ở sân vô tới nhà, mà sao không sợ quỷ ma nó dựa? Mà tôi để cái tượng này mắc gì ma quỷ ở đâu? Bẻ được hết. Cho cái người mà người trí biết biện được pháp thế gian. Ví dụ như bây giờ người ta vô chùa, người ta thấy những cái hình thức mình làm, mình ta không hiểu thì mình phải giải thích cho người ta hiểu. Ví dụ tại sao phải mặc áo tràng, tại sao lại Phật lại ba lại, lại người chết lại hai lại, rồi hồi bốn lại, tại sao như vậy? Mình có thể giải thích được cho người ta. Nói, ủa trong chùa mà có đám cưới nữa hả? Có nhiều người nhất định không đi nha.
Nói chùa là đám ma trong cái đám cưới. Ôi mô Phật. Còn có nhiều người quan niệm khác nữa là sao biết không? Chùa là người đã tu để giải thoát, để xuất ly, mà còn làm đám cưới cho người ta, có nghĩa là cột cho người ta luân hồi sanh tử. Anh không làm nó vẫn làm, chứ nó có cả. Anh đâu phải anh không làm mà nó ngưng đâu. Nhưng mà giờ anh không làm đám cưới cho họ, họ vẫn tổ chức bên ngoài. Bây giờ anh làm mà họ chịu về chùa, mà họ nghe được một lời đạo đức, một cái lời đạo lý anh giảng dạy cho họ, có phải không tốt hơn sao? Bây giờ con anh nó đi ngang đi dọc, nó đám cưới đã đời về, nói má con đám cưới nghe. Chịu nổi không? Còn nó dẫn con về, nó nói má đây là bạn gái của con, bạn trai của con, người này muốn cưới con, mình phải mừng. Nó còn nể trọng mình, nó còn biết có bề trên, nó dẫn về nó trình diện, chứ nó không có làm rồi nó thưa. Bây giờ nó cũng có cái chuyện gọi là tiền trảm hậu tấu. Bây giờ trước khi nó trảm mà nó tấu với mình thì muốn gì nữa. Cho nên tự mình phải hiểu điều đó. Rồi có nhiều người quan niệm nữa, cái người nào mà đem cha đem mẹ mà đi thiêu đó là cái người đó ác lắm. Cha mẹ sanh mình ra mà đem đốt rồi nhốt vô trong hũ. Mô Phật. Rồi hỏi giờ làm sao? Nói chôn. Chôn mới có hiếu. Anh nghĩ anh chôn không ngọp hả? Để cho nó cũng ngọp chết. Ông mà chết rồi ngọp gì nữa. Cho nên những cái biện luận như vậy mà mình không biết họ nói cái gì, cũng ngồi mà im, mà nghĩa là điềm nhiên tọa thị để gọi là Phật đâu có được. Thưa anh, con người nó khác con thú. Con thú chết nằm trong rừng, con khác tới ăn. Con người phải giải quyết. Con người nó cái thông nó cao cấp hơn con thú ở một bậc, là phải giải quyết xác chết. Và giải quyết xác chết trên thế gian này có 5 cách giải quyết. Đem đốt thì gọi là hỏa táng, đem chôn gọi là thổ táng, đem thả xuống sông cho nó trôi ra biển là thủy táng, đem cho chim ăn là điểu táng, đem bỏ trên rừng là thi lâm táng. Đó là 5 cách tán. Ở Ấn Độ người ta không có quan tài, người ta phải lấy vải người ta quấn. Còn ở cái xứ của mình là có quan tài, cho nên giờ không lẽ để cái xác khơi khơi đi đốt không được, phải kiếm cái gì đó để vô. Cái xác này khi mình chết đi rồi là nó là cái xác thôi. Nhưng bây giờ mình phải tìm cách mình giải quyết cái này. Anh thấy không, ở đây mà cái tivi xài 5 năm, lúc mua thêm 20 đồng tiền recycle. Để khi mà tivi không còn xài nữa, có chỗ recycle nó chứ. Vật liệu mà còn recycle cho nó gọn gàng thì huống chi con người. Ở đây nè, khi mà chết á, đậy nắp quan tài giá khác nha. Để quan tài mở giá khác nha. Tại sao? Tại vì khi mình mở quan tài như vậy đó, nghĩa là cái xác đó phải được làm sạch. Để cho người ta tới người ta view, người ta nhìn, rồi phải son phấn make up lên là tính tiền. Còn nếu anh đậy nắp anh khỏi ai ngó hết thì anh đỡ được tốn cái tiền đó. Nội cái tiền make up không là 800 rồi. Đó. Cái sự thật nó vậy mà. Phải không? Nó có cái giá hết. Casket open giá khác, casket close giá khác. À, mình service một đêm một ngày giá khác, one day service giá khác, coi ngày kỵ mùng 5 mùng 8 để 1 tuần giá khác. Thương cha thương mẹ quá, muốn ở lại với cha mẹ trong nhà hoàng một đêm trước khi đi chôn thêm 500-800, tại vì phải mướn người ở lại với mình. Còn nếu mình đi về hết, nó khóa cửa nhà hoàng. Bây giờ mình ở lại, mình nói tụi tôi không có làm gì. Nó nói dạ thưa không, tôi phải có nhân viên của tôi ở đây để coi chừng các anh. Không phải coi chừng mình ăn cắp, nhưng mà mình họ phải có người của họ đối với mình, trả tiền cho người đó. Đấy, mấy chú tiểu đi học ở trong trường nè, ở lại trường ăn trưa phá quà trả, mỗi ông 150. Tại vì ở lại ăn trưa trong trường là phải supervise coi chừng mấy chú ăn trưa, thì phải trả mỗi người, mỗi chú là 100, mà nhà hai chú thì phải 300, mà ba chú trở lên thì tính chung 500.
Không có cái gì mà không phải giải quyết cả. Thật cái người mà người ta không có biết, người ta nói trời thần, ta nói đủ thứ hết mà cái gì mình cũng nghe, đâu có được. Thì hoặc là người ta nói là chùa không có được tổ chức đầy tháng, không có được tổ chức thôi nôi, không tổ chức đám cưới, anh không tổ chức nó ăn chay, nó ra ngoài nó làm mặn à. Vậy anh muốn cái nào? Anh khuyên người ta hành thiện mà bây giờ người ta thiện quá rồi, muốn gì nữa. Cho nên Pháp Hòa rất là vui thay khi nghe Phật tử nói ồ kỳ này cháu con được đầy tháng, con cúng trái cây, cúng chè xôi thôi, tốt lắm, không cần gà vịt gì cả, cứ chè xôi cúng. Thật sự cúng cái đó ai đâu, là một sự nhớ ơn, một sự nhớ ơn, một sự, một biểu lộ, một cái ngày vui là mình được một sanh mẹ tròn con vuông được một tháng. 12 tháng là mình kêu là 12 bà mụ đó, phải không? Một năm mà một tháng nào đứa nhỏ nó khỏe là mình mừng cái tháng đó. Nó suốt một cái thời gian quá trình 9 tháng nó ở trong bụng mẹ mà không có chuyện gì hết, rồi sanh nó ra được vuông tròn, quả thật là một cái điều may mắn. Thì mình cúng đây là một cái sự biểu lộ cái lòng biết ơn đất trời, thiên nhiên, mọi việc. Thậm chí cảm ơn bác sĩ cũng được nữa, cúng cảm ơn bác sĩ, cảm ơn y tá. Ở đây người ta còn mở lớp dạy cho mấy đứa nhỏ làm sao take care con cái. Ở Việt Nam mình hồi nhỏ mình có mang ai dạy mình gì đâu, tự mình thôi. Bây giờ ở đây người ta mở lớp dạy ẵm con làm sao, con bú làm sao, thai tả làm sao. Thì mình bày tỏ cái sự biết ơn họ cũng có sao đâu. Cuộc sống là cả một sự nhớ ơn mà. Như hồi trưa này Pháp Hòa lên, Pháp Hòa chỉ có phụ hợ đứng coi ngó chứ làm gì. Nếu không có mấy chú Phật tử chịu lạnh giá rồi nặng nề, ai làm việc đó? Chỉ cần đem một cái tượng vô thôi, mình đứng mình nhìn cái tượng là mình thấy cả một công trình ở trong đó, cả một sự nhớ ơn ở trên đó, chứ đâu phải chuyện bình thường. Pháp Hòa hay nói với mấy chú, nói là cái chùa này năm nay nữa là khánh thành đủ 20 năm. Và mỗi bước, mỗi lần thầy nhìn bất cứ một cái gì trong cái chùa này, trong lòng Pháp Hòa đều mang ơn, nhớ ơn tất cả mọi người suốt bao nhiêu năm trời đóng góp để mà giữ gìn cái chỗ này. Chỗ nào mà không nhớ? Nghĩa là cái động chân cất bước là mình đã có ơn rồi. Bây giờ mình bước ra đường, không ai làm đường cho mình đi thì sao? Ở mùa đông mà không những người mà người không xúc tuyết cho mình đi, mình lái xe làm sao đây? Cho nhớ ơn dữ lắm. Cho nên cái người biết trí biết biện biệt được pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Bây giờ nói nè, pháp thế gian tất cả thế luận thế định, pháp xuất thế gian là biết được năm ấm. Bây giờ nó thế nào là thế luận thế định? Lối biện luận của đời và lối tu định của thế gian. Biện luận theo chỗ hiểu biết của con người nên phần nhiều không đúng sự thật, không hợp chân lý và không biện luận đem lại sự lợi ích cho mọi người. Phép định chưa phải chân chánh và giải thoát cứu cánh. Cái đó gọi là thế luận và thế định. Tức là người ta có tu cái định, nhưng mà định theo kiểu thế gian, và người ta luận nghị theo kiểu thế gian, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Nói chùa không có được làm đám cưới, chùa làm đám tang thôi. Không lẽ ông thầy tu cả đời hy sinh đi tu chỉ chuyện độ mấy khác chết sao? Đâu phải vậy. Pháp Hòa kể với quý vị nghe, cách đây mấy tuần chùa mình làm lễ đám cưới cho một anh Canadian, một anh Canada cưới một cô Jamaica, phải không? Và bà má của anh chính là người đề nghị đem cái đám cưới về chùa. Đám cưới không có một chút gì rườm rà cả, đơn giản vô cùng, thậm chí khỏi cần bông hoa, 40 người trong cái đám cưới thôi. Đem nó đi mướn cái đồ trải, cái miếng thảm trải. Rồi tối thứ sáu lên nó rehearsal có 15 phút rồi kẹt ở trên này tụng kinh, ảnh xuống basement ảnh tập giờ chút xíu.
Rồi ba của chú rể hay anh của chú rể biết đàn, cầm cái đàn guitar lên tấn 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 gì. Cô dâu chú rể vô phóng quà chỉ nguyện hương bạch Phật, rồi thầy quý thầy tụng một bài kinh tiếng Anh, nguyện ngày an lành đêm an lành bằng tiếng Anh, xong xuống giảng cho họ nghe ý nghĩa chiên nhẫn, nói những cái chuyện thông thường trong cuộc sống. Xuống mấy người đám cưới cặp này mấy cặp kia ngồi dư khóc, rồi có người thì lại cảm ơn, nói trời ơi bữa nay nhờ đám cưới bạn tôi mà tụi tôi cảm giác như mình là renew cái đám cưới của mình vậy. Và nếu mà họ hiểu được, họ sống cuộc sống họ tốt hơn, thì cái chỗ này là cái này là useful, không phải để cho một việc. Cái này là cái chỗ, cái chánh điện này là đa dụng. Đa dụng, ai muốn dụng cái gì thì mình sẽ tùy nghi mình độ họ, nhưng mà phương tiện thiện xảo. Chứ còn mình, cái đó là cái trường hợp định cái kiểu vậy là thế luận và thế định. Theo cái nhận, họ định tĩnh và họ nhận như vậy và họ luận nghị như vậy, mà mình không có cách để mình giải thích cho họ. Tại sao mình làm? Không phải mình làm tầm bậy, không phải làm bà cừa, làm bừa, mà mình hiểu lý do là mình làm. Pháp thế gian tất cả thế luận thế định, pháp xuất thế gian là biết được năm ấm 12 nhập 18 giới. Quý vị biết năm ấm không? Năm ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sao mà kêu năm uẩn mà sao kêu năm ấm? Có cũng nó đó, nhưng mà có lúc gọi là ngũ uẩn, có lúc gọi là ngũ ấm. À ngủ thì phải ấm thôi. Có ai ngủ lạnh đâu. Chữ uẩn là gì? Uẩn là chứa nhóm lại, nó huân lại gọi là ngũ uẩn. Và chính năm cái này nó duy trì mà nó cản trở, nó làm cho mình bị chướng ngại, mình dính mắc với nó gọi là ngũ ấm. Pháp Hòa ví dụ như là cái sắc thân này là một nè, sắc là sắc thân nè, thọ tức là cảm nhận nè, tưởng là cái tưởng tượng của mình nè, hành là cái liên tục, thức là cái phân biệt. Mình có năm cái này không? Không có cái này mình chết rồi. Mình sống được là nhờ năm cái ngũ uẩn này. Nhưng mà nếu mình dính mắc với nó, mình trời ơi cái xác thân này sáng nào mình cũng rầu với nó hết á, mình thấy mỗi ngày sao mình già hơn, mình buồn khổ vì cái xác thân này quá, thì bây giờ ngũ uẩn nó trở thành ra gì? Sắc uẩn nó thành ra sắc, sắc ấm, tức là nó làm cho mình bị dính mắc khổ sở. 12 nhập là gì? Tức là thập nhị nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập gì đó, vân vân. Rồi 18 giới là gì? À, 18 giới là 6 căn, 6 trận, 6 thức. 6 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, nhân cho 6 cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi sanh 6 cái phân biệt, thì 6 lần 3 là 18, cho nên gọi là 18 giới. Mà chữ giới này không có nghĩa là giới luật. Chữ giới ở trong trường hợp này là phạm trù biên giới của nó. Ví dụ ha, con mắt là nhãn căn, cái bàn này là gì? Sắc gì? Cái này là đối tượng của con mắt, phải không? Nhãn cảnh, nhãn trần. Rồi nhìn con mắt mình nhìn vô đây, mình phân biệt đây là cái bàn, thì cái nhìn và nó ở phạm vi trong cái nhìn, cho nên mỗi cái nó đều có cái phạm vi của nó, cho nên gọi là 18 giới, chứ không phải là giới luật gì cả. Chữ giới trong trường hợp này là cái thế giới của nó, cái phần của nó. Hễ mà mình dính vào con mắt thì mình xung quanh trong cái vấn đề của con mắt, rồi phân biệt phiền muộn hay hạnh phúc trong cái phạm vi của cái nhìn này. Rồi nếu mà mình nghe, lỗ tai mình có, mà lỗ tai, cái đối tượng của lỗ tai là âm thanh, đối tượng của lỗ tai là âm thanh, rồi mình phân biệt đây là tiếng gì, rồi mình phân tích
buồn vui khổ lụy trong cái phạm vi của âm thanh. Đó là về sắc, rồi thanh, sắc giới, rồi thanh giới. Rồi bây giờ mình ngửi, không? Lỗ mũi mình là tỷ. Tỷ và nó có cái đối tượng của nó là mùi, là gọi là gì? Sắc, thanh, hương. Hương là đối tượng của lỗ mũi. Mình ngửi xong rồi mình phân tích, mình giảng giải, rồi mình buồn vui, tức tối gì đó theo cái phạm vi, ở trong cái phạm vi của cái ngửi. Như vậy chúng ta có cả thải là 6 căn, 6 cảnh tức là đối tượng, ha, 6 thức là phân biệt. Mà hễ mà mình nhìn cái gì, phân biệt cái gì, rồi tranh luận buồn vui theo đó. Cho nên là trong Bát Nhã Tâm Kinh là không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức, nhớ không? Cái Bát Nhã Tâm Kinh mình hay tụng 18 giới. Mà 18 giới này, nếu mà mình dính cái nào, mình khổ cái nào, thì tự nhiên nó trở thành một địa ngục. Cho nên mình phải có cái danh từ là 18 tầng địa ngục. Mà có phải không? Hãy mình dính cái nào thì mà khỏi khổ với cái đó là địa ngục. Nó có mặt về cái mắt, địa ngục có mặt về lỗ tai, địa ngục có mặt về lỗ mũi. 18 tầng địa ngục. Bồ Tát biết được nhân duyên của hai pháp ấy, nên trong hai đời mình và người đều được lợi ích. Mình biết được cái này, chẳng những mình lợi ích mà mình cũng giúp cho người khác lợi ích nữa. Tại vì mình vượt được cái dính mắc thì mình giúp cho người khác cũng vượt được cái dính mắc. Thiện nam tử, Bồ Tát dù biết cảnh vui thế gian là hư dối, chẳng phải chân thật, mà cũng vẫn tạo nhân duyên vui ở đời. Thấy chưa? Tại sao? Vì muốn lợi ích cho các chúng sanh. Ai không biết, ai không biết cái chuyện gọi là cảnh vui thế gian là hư dối. Thậm chí cái đám cưới họ tới đây họ làm lễ, có thật hạnh phúc không? Không bảo đảm. Bởi vì lúc đó thôi, rồi mình nói gì nó cũng giả hết, rồi mô Phật hay lắm. Nhưng mà về vắng mình rồi thì bắt đầu nó thở vào không có hoa nở, thở ra thì guốc bay, thì nó không hạnh phúc. Cho nên mình vẫn biết cảnh vui của thế gian chỉ là hư dối, chẳng phải chân thật. Biết vậy đó mà vẫn phải tạo nhân duyên vui ở đời. Vì sao? Vì muốn lợi ích chúng sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói một bản nhạc đạo có, cũng có là nhạc chứ gì. Nhưng bây giờ nếu một bài nhạc đạo mà người ta nghe so với một bài nhạc đời mà người ta nghe, thì hai cái tâm trạng đó là sao? Khác. Hai cái tâm trạng đó là, thí dụ như cái bài gì, mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Bây giờ ta sửa lại, mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn. Thầy muộn lời thấm bao lời kinh, đường tu không vướng không chút tơ mang, biết đời là cơn vô thường. Thì hồi nãy mình nghe, hồi nãy là mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, bây giờ đi chùa rồi, mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn. Cũng là âm nhạc, nhưng một cái âm nhạc nó làm cho con người hưng phấn, là phương tiện hết. Bởi vì con người vẫn thích. Thích gì? Thích nghe. Cho nên mình có một cái quả chứng gọi là quả thanh văn. Có một cái quả chứng trong tứ quả đó, trong 4 cái pháp tu thanh văn duyên giác đó, thì một cái pháp tu, một cái bậc thanh văn. Văn là nghe, thanh là âm thanh. Các vị này nhờ nghe pháp mà ngộ đạo. Chứ có nhiều người, người ta học kinh không có thuộc, mà sao nghe mấy cái bài đó 2 lần là thuộc, 3 lần là thuộc. Còn học kinh sao học hoài, học tụng hoài. Cũng cái bài chú Đại Bi mà tôi tụng 30 năm rồi đó. Từ ngày tôi đi chùa tới giờ không có ngày nào tôi thiếu chú Đại Bi hết á. Mà hễ mà bỏ tôi ra mình là tôi bơi hoài, tôi vô. Tôi bơi với đại chúng, phải không?
tôi mà hụt cái chân cái đại chúng đẩy tôi lên cái tôi na ra cẩn trì, tôi định bàn đà ra ở sao rịch lại, nó chưa mới có na ra cẩn trì ta bà ha thôi, chưa có na ra cẩn trì bàn đà ra, nhớ không? Cái chỗ đó hay lộn lắm. Chưa kịp mà na ra cẩn trì ta bà ha là mình đã bơi vô tới bến rồi, na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy, tới cái chỗ mà cố tâm vô quái ngại với cô với cố tri Bát Nhã đó, tụng mà không có chánh niệm cái là không biết cố gì đâu. Nó mình tụng mà, cho nên là mình tụng mà cái đó là không thuộc nhà. Cho nên mình mới thấy cái tinh thần nhập thế của đạo Phật. Cái câu này là cái tinh thần nhập thế đó. Thiện nam tử, Bồ Tát dù biết cảnh vui thế gian là hư dối, chẳng phải chân thật, mà cũng vẫn tạo nhân duyên vui ở đời. Tại sao? Vì muốn lợi ích cho chúng sanh. Mình không có làm thì chúng sanh. Quý vị thấy bây giờ á, và cũng trở lại Phật Quang Sơn, Hòa Thượng Tinh Vân á, Ngài tạo uniform. Người ta thích vậy, có người ta thích những cái hình tướng như vậy. Cho nên mỗi một cái nhóm thiện nguyện của các chùa thì người ta, nếu mà người ta trở thành một cái nhóm mà có cái số lượng đông đảo và có cái sự sinh hoạt mạnh mẽ, là người ta đều có cái uniform của người ta, ai mặc vô cũng đều cùng một đồng loạt như vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là tại sao mình thấy các chùa có những cái hình thức như vậy, thật ra là vì chúng sanh. Chúng sanh người ta có những cái thích như vậy, cho nên mình làm như vậy. Rồi bây giờ thậm chí không phải người sống không, mà ngay cả người chết ở trong các chùa ta làm những cái chỗ thờ linh, thờ làm cho trang nghiêm. Bây giờ có những chùa ta đâu có để hình nữa, ta để cái cục crystal, mà cái loại mà lồng cái hình ở trong á, ta khắc cái hình lồng ở trong những cái cục thủy tinh á, khắc cái hình đó, thưa quý vị hay thấy đó. À rồi phía sau ta mở đèn lên vô thấy đẹp. Và có những cái chỗ ta để cốt, quý vị thấy vô không có sợ. Giống như mấy cái nghĩa trang Mỹ ở đây á, mình lên mình ngồi cái băng ghế, mình ngồi chơi mình tưởng cái băng ghế, tới hồi nhìn kỹ là cái gì biết không, cái tấm bia người ta chôn ở dưới á, người ta làm một tấm bia bằng một cái băng đá. Nhìn cho kỹ coi cái bệ này nè, nó để tên cái người mất, sanh năm nào mất năm nào, mình đang ngồi trên cái bia người ta đó. Nhưng mà người Mỹ người ta thích như vậy, cho nên cái nghĩa trang đối với người Mỹ là một cái công viên, là cái chỗ picnic. Mùa hè quý vị ra, quý vị đi ngang đi vô trong mấy cái nghĩa trang, thấy gia đình họ đem tấm bạc rồi ra trải, rồi ngồi ăn uống xung quanh picnic. Mình sợ muốn chết. Đừng có nói chi đồ ăn, chén dĩa mà hãy mà vô nhà hoàng rồi là không muốn thấy, không muốn đụng à. Sợ lắm. Cái gì mà dính dáng tới mấy cái đó là ngán, sợ lắm. Còn người Mỹ là không. Đó là người Mỹ họ cũng vô, họ ăn ở trong đó mà họ có khùng đâu. Còn mình giờ đồ cúng ở trong mà cứ sợ khùng. Ăn sợ mất thông minh. Bình thường không ăn mà học kinh hoài cũng có nhớ đâu. Chứ đừng có sợ chuyện đó. Mà quý vị thấy mấy chú tiểu hồi xưa ở Việt Nam nghèo muốn chết luôn, mặc toàn là vải khăn tang đó. Ở Việt Nam ngày xưa là đám tang xong là xin khăn tang lại hết, người ta xả tang là xin lại hết. Xin rồi làm gì biết không? Sổ ra. Sổ sao xong rồi bắt đầu mới kết lại. Kết làm sao mà thành một cái tấm vải đủ 4 mét, rồi mới đem đi nhuộm cái nước măng cục á, rồi mới cắt thành bộ đồ mặc. Toàn mặc bằng vải tang không, chứ có được tiền mua vải đâu. Ở Việt Nam ngày xưa là toàn mặc đồ vải tang. Học kinh đâu có giấy tờ học đâu. Cái cuốn lịch nè, cái cuốn lịch mà xé từng tờ nè, sáng đi ngang cuốn lịch xé từng tờ, lật lại viết kinh bỏ một tập học. Chứ làm gì mà có được giấy như bây giờ mà phí phạm như vậy. Hồi nhỏ mình đi học được bình mực, mực mà nó pha sẵn mua là giàu đó, còn không là mua bột. Quý cô nhớ không?
vua, nếu mà đứa nào mà đi học mà đựng cái bình mực mà thủy tinh, bằng làm bằng thủy tinh là khá giả, còn nghèo mua cái bình mực bằng bằng nhựa có cái nắp đó tròn tròn quậy rồi bỏ tay móc toàn ten vậy nè. À, rồi đứa nào mà khát khát một chút có cái lon sữa bò, đục hai cái tay cầm bỏ bình mực vô. Ai còn nhớ cái hình, ai còn nhớ cảnh đó không? Đấy. Đi học là thích lắm, được đeo trên người một cái bình nước. Nhớ không, cái bình nhựa, rồi dặn cái nắp lên lật ra uống. Trời ơi, bữa nào mà đổ ra mà có miếng hột é, ê ngon nha. Còn không là nước lạnh thấy mồ luôn. Tôi nó đi mà học về là tay chân mực không, bởi vì xài ba cái viết chấm mực. Còn đứa nào mà sang lắm nó được cây viết bơm, còn không là viết chấm. Không có tiền để hớt tóc, hoặc là không có thời gian để hớt tóc. Mà thứ hai mà lơi chào cờ, cô hiệu trưởng đi ngang mà con trai mà tóc mà qua khỏi cái bát là cổ nắm lỗ tai, cổ kéo lên giữa đại chúng vậy nè, giữa trường học vậy nè, mắc cỡ lắm. Cho nên là bữa nào đi học mà nhìn thấy tóc mà dài dài mà chưa kịp hớt là tự lấy cái kéo. Sợ miễn sao qua khỏi cái lỗ tai là được rồi. Bởi giờ tức mình đi tu luôn cho rồi, để mà khỏi phiền hà vậy. Thôi hôm nay mình học tới đây ha. Từng sau mình tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Quý vị xả chân, thưa đại chúng, ngày mai là ngày rằm tháng 2. Theo như lịch thì ngày mai là kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn Niết Bàn. Tuần rồi mùng 8 là kỷ niệm ngày Phật xuất gia, ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia. Ngày mai rằm tháng 2 là kỷ niệm Niết Bàn. Thì 19 tháng 2 thì theo cái lịch thì chúng ta kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà chúng ta còn ở trong cái mùa tụng kinh Dược Sư cho tới 19 tháng 2. Cho nên sáng ngày mai á, thay vì cái giờ mình tụng lại Vạn Phật đó, thì mình sẽ khai Ngũ Bách Danh. Sáng mai mình lại 100. Rồi quý vị về giữ được bữa mai, rồi cái về nhà tự lại cũng được. 100 cho tới ngày 19 là, phải không? 15, 16, 17, 18, 19. Đủ 5 ngày là 500. Cứ ngày lại 100. Rồi 19 tối mình làm lễ hoàn mãn vừa đạo tràng Dược Sư. Ngày mai sáng 6 giờ ngồi thiền xong 6 rưỡi lại Quan Âm. Dạ, đổi giờ tức là hiện bây giờ là sắp 10 giờ, nghĩa là 11 giờ rồi đó. Dạ. Rồi mình lỗ 1 tiếng rồi đó. Rồi quý vị xả chân nghỉ.